sẽ nói một số thông tin cập nhật mới nhất về thị trường bất động sản Phú Quốc, cũng như là rất nhiều những thông tin chúng ta kỳ vọng về cái việc mà đầu tư vào thành phố Phú Quốc năm 2021 về mảng bất động sản cũng như là bất động sản du lịch nghỉ dưỡng sẽ lên hương trong năm 2021. Đầu tiên thì mới đây nhất thì chúng ta biết rằng là Phú Quốc được Quốc hội phê duyệt sẽ trở thành thành phố vào năm 2021 và sẽ có quyết định chính thức là từ ngày 1 tháng 1 năm 2021. Mới đây thì mình cũng đã nhận thêm một cái thông tin ở ngoài luồng, đó là ngày 8 tháng 1 năm 2021 thì Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ vào Phú Quốc để công bố cái quyết định Phú Quốc chính thức lên thành phố tại dự án nhà phố đô thị đảo Sun Grand City New An Thới của chủ đầu tư là tập đoàn Sun Group. Và đó là những cái thông tin rất là tích cực cho một cái thị trường bất động sản Phú Quốc sẽ phát triển và có thể nói sẽ đạt đỉnh vào năm 2021-2022. Những cái thông tin rất là sôi động dành cho thị trường. Và khi lên thành phố Phú Quốc thì chúng ta biết Phú Quốc mới thì sẽ có phường Dương Đông, có diện tích dân số khoảng 60.000 người của thị trấn Dương Đông hiện tại, và lập thêm một cái phường An Thới theo diện tích và dân số khoảng 4.600 người của xã Hoàng Thơm, cộng với diện tích dân số 37.485 người của thị trấn An Thới, tức là nó sẽ khoảng 41.000 người cộng với 100.000 người của Dương Đông là nó đã khoảng 101.000 người. Và các cái khu vực khác tại thành phố Phú Quốc thì theo tổng cục thống kê thì nó sẽ đâu đó khoảng 190.000 người của năm 2020 này. Đấy là cái lượng dân số của Phú Quốc. Và cái mục đích Phú Quốc lên đô thị loại 1 vào năm 2030 thì sẽ đạt mức dân số là 550.000 người. Thì bây giờ chúng ta đang giữ ở mức khoảng 1/3 rồi, chúng ta đang 190.000 người. Và khi thành lập thì thị trấn Dương Đông và thị trấn An Thới là hai cái đô thị của huyện Phú Quốc. Dương Đông với vai trò là trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, còn thị trấn An Thới sẽ là đầu mối giao thông cảng biển quan trọng nhất của huyện, cũng như là nơi phát triển về du lịch của Phú Quốc. Và thành phố Phú Quốc thì có 9 đơn vị hành chính cấp xã, chúng ta biết là có phường Dương Đông, phường An Thới và 7 xã là Hàm Ninh, Dương Tơ, Gành Dầu, Bãi Thơm, Cửa Dương, Cửa Cạn và Thổ Châu. Thổ Châu nó là một cái hòn đảo độc lập ở rất là xa phía nam đảo. Đó là thông tin đầu tiên về Phú Quốc chúng ta đã nghe báo chí truyền thông rất là nhiều. Và tiếp theo thì vào ngày 8 tháng 12 thì VN Express có đưa thông tin đấy là Phú Quốc có tân chủ tịch huyện, tức là ông Huỳnh Quang Hưng, 48 tuổi, phó bí thư của Phú Quốc, được bầu làm chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện thay người tiền nhiệm với nhiệm vụ mới vào chiều ngày 8 tháng 12. Và ngoài ra thì chúng ta có thêm những thông tin khác, đấy là địa ốc Nam Phú Quốc tiếp đà tăng trưởng du lịch. Báo được viết vào ngày 29 tháng 12 năm 2020 với cái nhu cầu du lịch tăng cao tại các cái điểm tích hợp đa dạng diện tích, tạo nền tảng cho bất động sản gắn với du lịch nghỉ dưỡng tăng trưởng. Thì theo số liệu từ Tổng cục Thống kê trong tháng 11, trong 11 tháng đầu năm thì lượng khách nội địa tại Việt Nam là 78,5 triệu lượt, ước đạt là 92,3% kế hoạch năm. Tại Phú Quốc, cái lượng khách đến với đảo Ngọc trong tháng 11 vừa qua tăng gần 28% so với tháng trước. Đấy là những cái thông tin rất là tốt cho cái việc mà thị trường du lịch nội địa phục hồi. Và thị trường đang có những cái chuyển biến tích cực. Theo đại diện của tập đoàn Sun Group nhìn nhận thì sau một năm sóng gió với dịch bệnh Covid thì bất động sản gắn với du lịch nghỉ dưỡng trong các hệ sinh thái quy mô đã chứng minh vị thế trên cái thị trường địa ốc trong trung và dài hạn. Cụ thể như những cái bất động sản gắn với du lịch nghỉ dưỡng như biệt thự nghỉ dưỡng, shophouse, condotel, biệt thự ở, đô thị ở của tập đoàn Sun Group
tại các hệ sinh thái quy mô vẫn có sức hút rất là tốt và thanh khoản cực kỳ tốt. Tại hệ sinh thái của Nam Phú Quốc thì dự án khu đô thị ở Sun Grand City New An Thới hay là Shophouse Sun Premier Village Primavera đạt kết quả bán hàng rất là khả quan. Tức là từ khoảng tháng 8 năm 2020 thì cái lượng giao dịch tại hai dự án này đột biến, và gần như là đến những cái ngày cuối cùng của năm 2020 thì dự án nhà phố đô thị đảo Sun Grand City New An Thới gần như là chuẩn bị kết thúc bảng hàng, tức là đóng hàng, đã bán hết ra thị trường. Và đánh giá về cái hành vi du lịch của khách hàng thì đại diện của Sun Group cho biết dịch bệnh đã thay đổi hoàn toàn cái hành vi du lịch của du khách. Nếu mà trước đây thì nhiều người có tâm lý chuộng xuất ngoại thì nay họ chỉ dành nhiều thời gian khám phá trong nước. Thống kê từ Sun Hospitality Group cho thấy khách sạn do đơn vị này quản lý tại Phú Quốc đều kín phòng trong cái lịch Tết Dương lịch. Điều đó thì chúng tôi đang ở Phú Quốc và chúng tôi cũng đã được biết về những cái thông tin này. Thì những cái ngày nghỉ như mùng 1 Tết Dương lịch này thì hầu như tất cả các khu nghỉ dưỡng của Sun Group quản lý đều đã full phòng. Và đặc biệt là những cái phòng còn lại trong cái khoảng 10% mà khách sạn họ giữ để những cái trường hợp mà khách phát sinh thì giá phòng nó rất là cao. Như khách sạn JW Marriott Phú Quốc thì nó lên đến khoảng 15 triệu một đêm. Và khu căn hộ khách sạn thì nó lên khoảng 3 triệu rưỡi một đêm. Nó gần như gấp 1,5 lần so với giá bình thường. Mà trong trước ngày trước đây thì khi mà trong mùa dịch thì giá bán rất là thấp, và những ngày cao điểm như Tết Dương lịch thì tỷ lệ lấp rất là cao. Và khách hàng ngày nay thì càng chuộng những cái điểm đến tất cả trong một all-in-one. Chỉ cần đến một nơi được ăn nghỉ, chơi thỏa sức, check-in nhiều công trình đẹp, vui chơi giải trí từ sáng đến khuya. Thì theo đại diện của Sun Group lý giải, đó là những cái lý do mà những công trình tập đoàn tại Nam Phú Quốc đón một cái lượng lớn du khách trong năm qua. Và đón đầu cái xu hướng điểm đến đa trải nghiệm thì với mô hình hệ sinh thái gần 50 công trình trên cả ba lĩnh vực du lịch nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí, bất động sản cao cấp tại Nam Phú Quốc thì tập đoàn Sun Group đã mang đến không gian 360 độ cho du khách. Và đây là một cái hình ảnh mới nhất về khu dự án Shophouse Địa Trung Hải. Và trong tương lai thì Shophouse Địa Trung Hải sẽ là một cái điểm vui chơi giải trí lớn nhất bờ Tây Nam Đồng bằng Phú Quốc do Sun Group phát triển. Ở đây thì có rất nhiều những công trình mang tính chất biểu tượng, có bãi biển, có cano và những dịch vụ bổ trợ trong tương lai. Thì ở đây sẽ là một cái điểm mà vào ngày 31, tối 31 tháng 12 năm 2020 này thì chủ đầu tư Sun Group sẽ tổ chức bắn pháo hoa đón mừng năm mới, cũng như là show trình diễn của các ca sĩ với một cái đêm nhạc sang trọng dành cho tất cả mọi người, tất cả những du khách đang ở tại Nam Đảo Ngọc Phú Quốc cũng như là tại Phú Quốc. Và khách tham quan thì có nhiều lựa chọn tại Nam Đảo như thiên đường, biển đảo, cáp treo Hoàng Thơm, công viên nước Aquatopia, tổ hợp giải trí biển Sunwood Hoàng Thơm Natural Park, hoặc là du khách có thể check-in ở thị trấn Địa Trung Hải Sun Premier Village Primavera ngay kế bên Gardi Cáp Treo. Và theo ghi nhận của tập đoàn Sun Group thì dù nhiều nơi đang bị ảnh hưởng dịch bệnh, song các cái khu resort khách sạn ở Nam Đảo vẫn hoạt động với cái công suất khá là cao, đấy là từ 7 đến 80%. Cao điểm là tháng 12 đến cuối tháng 2 2021, và khu nghỉ dưỡng 5 sao JW Marriott Phú Quốc Emerald Bay liên tục báo hết phòng nghỉ lẫn là tổ chức hội thảo sự kiện. Thì điều này đã chứng minh rằng những gì Sun Group họ làm thì đang rất là đúng tại Nam Đồng và Phú Quốc. Và các khách sạn 3 sao ở khu Shophouse Melodia Bãi Kem thì liên tục nhận đúc phòng, mỗi ngày hàng nghìn du khách trải nghiệm các treo Hòn Thơm, check in bên tháp đồng hồ Central Village ngắm hoàng hôn đảo Ngọc, cũng như là những khu phố rực rỡ sắc màu sáng bừng sức sống của Địa Trung Hải. Thì Shophouse Bãi Kem theo mình được biết thì khách sạn An Hotel cũng đã full phòng, chỉ còn khách sạn Palania thì đang còn mở phòng bán vào những cái ngày cận kề, những ngày cuối cùng của năm 2020 này.
Và cùng với Phú Quốc chính thức trở thành thành phố biển đảo đầu tiên của Việt Nam thì những cái trải nghiệm giải trí như show Vortex, lễ hội bắn pháo hoa tại thị trấn Địa Trung Hải đang được chủ đầu tư Sun Group dày công thực hiện. Và mới đây tập đoàn còn tổ chức một cái sự kiện Noel tại quảng trường Ngọc Bích, bãi kem và thu hút hàng nghìn người tham dự. Sắp tới thì để thu hút du khách, Sun Group dự kiến sẽ tổ chức cái sự kiện New Year Countdown Nam Phú Quốc 2021 tại sân khấu Địa Trung Hải. Thì chúng tôi đã xác nhận là sự kiện sẽ được tổ chức bắn pháo hoa và ca nhạc tại ngay Garden Cáp Treo Hòn Thơm Nam Hoàng Ngọc Phú Quốc. Thì anh chị nào đang lưu trú tại Phú Quốc hoặc là đang có một chuyến du lịch đón năm mới với gia đình tại Phú Quốc thì anh chị có thể ghé qua để cùng Sun Group thưởng thức những cái live show âm nhạc cũng như là một cái sự kiện bắn pháo hoa đầu tiên tại Nam Hoàng Ngọc Phú Quốc. Và cụ thể thì cái Shop House Địa Trung Hải được kỳ vọng mang lại cái doanh thu cho chủ nhân khi du khách đến trải nghiệm dịch vụ check-in tại thị trấn Amalfi, phiên bản Phú Quốc. Các Shop House mặt biển này gần như được dự báo sẽ tăng giá trong thời gian tới, một cái sự tăng giá đột biến dành cho những căn Shop House Địa Trung Hải mặt biển. Và với cái chiến lược thâm canh của tập đoàn Sun Group thì liên tục bổ sung những cái công trình dịch vụ mới để nâng tầm Nam Phú Quốc hướng đến đưa đảo Ngọc trở thành cái điểm phải đến của thế giới. Đại diện của tập đoàn Sun Group cho rằng bất động sản gắn với du lịch nghỉ dưỡng là xu thế tất yếu, và song chỉ nơi những cái nơi mà được quy hoạch bài bản theo mô hình hệ sinh thái tầm cỡ quốc tế thì mới đem lại một cái khả năng sinh lời dài hạn. Và trong khi đó thì chuyên gia Đặng Hùng Võ cho rằng bên cạnh tìm những địa điểm hút khách, chủ đầu tư còn phải là người có kinh nghiệm, kỹ thuật, vốn đầu tư chữ tín cũng như là thương hiệu mạnh để có quyết định chính xác trong những cái việc lựa chọn địa điểm đầu tư đảm bảo lợi ích lâu dài. Thì cái điều này đã được Sun Group chứng minh qua dự án đầu tay mà họ đã phát triển tại Việt Nam và rất là thành công, đấy là dự án Bà Nà Hills. Bà Nà Hills nó gần như là một cái dự án mà năm nào các bạn lên cũng sẽ có thêm một công trình mới. Thì cái việc đó là cái việc mà Sun Group họ làm về chiều sâu sản phẩm, họ tạo ra một cái hệ sinh thái để cho khi mà khách hàng đến du lịch năm đầu tiên rồi năm thứ hai, năm thứ ba nó sẽ không bị nhạt, nó sẽ không bị nhạt, mỗi một năm sẽ có những cái gì đó nó nổi bật, nó mới mẻ thì người ta sẽ đến, và nó gần như là một cái điểm mà chúng ta sẽ lựa chọn để đến hàng năm, một cái điểm du lịch để chúng ta đến hàng năm. Thì với cái triết lý thâm canh như vậy thì Sun Group tiếp tục phát triển tại Nam Hoàng Ngọc Phú Quốc với cái hệ sinh thái Bà Nà Hills theo một cái cách phát triển như vậy, nhưng mà với cái hoàn thiện và những công trình nó hoàn toàn khác biệt so với trên Bà Nà Hills. Và thêm nữa thì chúng ta sẽ tham khảo thêm một bài báo về Central Village, điểm ngắm hoàng hôn ở Phú Quốc. Thì nhiều anh chị đã đến với Garden Cáp Treo Hòn Thơm thì có thể ngắm hoàng hôn nhuộm tím ở bên biển trời, nơi mà những cái sườn đồi khi dừng chân tại Central Village của dự án Shop House Địa Trung Hải chúng ta có những cái góc view cực kỳ đẹp. Ở đây là một trong những cái góc view hoàng hôn ấn tượng tại Nam Đảo Ngọc Phú Quốc. Đây là những hình ảnh thực tế về những cái công trình của Sun Group Phú Quốc. Thực tế đã có rất nhiều những cái nhà đầu tư bất động sản, những cái khách hàng đã đi và trải nghiệm rất nhiều nơi du lịch ở trên thế giới thì những công trình của Sun Group vẫn để lại trong dấu ấn trong lòng họ một cái gì đó rất là ấn tượng và phải thốt lên rằng nó rất là nghệ thuật. Thì đây là một trong những cái bức hình mà nó nói lên cái giá trị bất động sản của Sun Group cũng như là cả cách mà Sun Group họ phát triển một cái hệ sinh thái rất bài bản, nó đậm một cái hơi thở nghệ thuật, một công trình nghệ thuật. Không chỉ là bất động sản đơn thuần mà chúng ta có một cái công trình rất là nghệ thuật. Và cái vị trí này thì sau này sẽ là nơi mà cuốn hút rất nhiều cái tín đồ du lịch Phú Quốc. Và khoảng 2 tháng trước đây thì tất cả những cái khách hàng mà đi với tới Garden Cáp Treo Hòn Thơm thì chúng ta đều qua cái khu vực thị trấn Địa Trung Hải này để chụp ảnh check in. Chắc chắn rồi chúng ta sẽ chụp ảnh check in tại đây. Một cái góc máy khác thì các bạn có thể nhìn thấy những căn shop house giai đoạn 1 của Địa Trung Hải rất là đẹp.
hoàng hôn tại đây thì là những cái hình ảnh những ngôi nhà rực rỡ nằm giật cấp cao thấp chông chênh trên sườn đồi dần được phủ một cái lớp nắng vàng nhạt nhuốm hồng rồi ngả hẳn sang tím trước khi quầng mặt đỏ cam cháy rực từ từ chìm xuống đại dương xanh thẳm. Đây là những cái bức ảnh chụp khi hoàng hôn đang buông xuống tại thị trấn Địa Trung Hải. Nếu có cơ hội lạc bước vào ánh hoàng hôn của những thị trấn huyền thoại dọc bên bờ biển Địa Trung Hải như Amalfi, Sorrento, Positano thì du khách sẽ ngỡ ngàng trước cái sự đồng điệu giữa hai điểm đến cách nhau nửa vòng trái đất khi mà anh chị đến với Central đến với thị trấn Địa Trung Hải của Sun Group đang kiến tạo tại Nam Đồng ở Phú Quốc. Thì cái mục đích chính của chủ đầu tư Sun Group là chúng ta mang những cái gì tinh túy nhất của thế giới về với Việt Nam. Và đây là những cái hình ảnh rất là đẹp về hoàng hôn buông xuống tại Nam Đồng ở Phú Quốc. Và đây cũng có thể nói là sẽ là một cái điểm đến check-in gần như là của 100% các du khách đến với Nam Phú Quốc. Rất nhiều những du khách, những khách du lịch cũng đang chờ đợi để công trình được đưa vào khai thác vận hành chính thức. Chúng ta sẽ có một cái hồ bơi tràn bờ và đón hoàng hôn trên mặt biển như trên tấm hình này thể hiện rất là đẹp. Ngoài ra thì đây cũng sẽ là cái điểm lãng mạn để cho những cái bộ ảnh cưới, những cái bộ ảnh check-in xuất hiện liên tục trên các cái trang mạng xã hội như Facebook, Instagram. Hay là Zalo thì nó sẽ ngập tràn những hình ảnh như vậy, kể cả là TikTok. Và điểm này sẽ là cái một cái nơi ấn tượng nhất. Chúng ta thử tưởng tượng là chúng ta sẽ lên cái chòi vọng cảnh kia và uống một ly cà phê. Đây là những cái bức ảnh mà sống động, tựa như những cái tấm poster huyền thoại của một bộ phim Những Kẻ Mộng Mơ La La Land từng lập kỷ lục với 7 quả cầu vàng danh giá. Đây là một cái bức ảnh thực tế tại khu Central Village mà Sun Group đã chụp ảnh mới đây. Và đây là một cái góc khác của dự án Shophouse Địa Trung Hải. Đây là hoàng hôn chiều tím tại giai đoạn 1 Shophouse Địa Trung Hải. Chúng ta có thể nhìn thấy những căn nhà mấp mô chạy dọc theo cái sườn đồi. Ở đây thì giai đoạn 1 chúng ta có khoảng 201 căn số học. Và đây thì thêm một bài báo của VN Express về cái lễ hội đón năm mới đầu tư hàng chục tỷ đồng tại Phú Quốc. Đây chính là cái đêm countdown 2021 năm Phú Quốc do Sun Group tổ chức tại trung tâm thị trấn An Thới, Phú Quốc, Kiên Giang. Thời gian chúng ta biết sẽ làm từ 17 giờ ngày 31 tháng 12 đến 1 giờ sáng ngày 1 tháng 1 2021, với kinh phí đầu tư lên đến hàng chục tỷ đồng, được dàn dựng công phu và có xuất hiện của các cái dàn sao đình đám của showbiz Việt, và sự dự kiến sẽ thu hút hàng nghìn du khách đến với Nam Phú Quốc vào mùa đẹp nhất trong năm để chào đón một năm mới tốt lành với nhiều đổi thay mới mẻ. Và trong cái sự kiện New Year Countdown 2021 Nam Phú Quốc sẽ gồm 3 sự kiện chính: tiệc mừng năm mới tại khu Central Village, đại nhạc hội, đại tiệc của thần ánh sáng và chương trình Countdown và bắn pháo hoa đón mừng năm mới. Tiếp theo thì chúng ta đến với một bài báo nói về 4 cái điểm check-in ở Phú Quốc. Thì chúng ta có thị trấn Địa Trung Hải, thì các bạn đã biết rồi, cáp treo Hòn Thơm cũng là một trong những cái điểm mà khi chúng ta đi trải nghiệm chúng ta sẽ hay check-in. Công viên nước SunGo Hòn Thơm Nature Park. Và một cái vé đi sang khu vực này bao gồm một công viên nước nó sẽ khoảng 400.000 đồng một lượt một người, và hoàng hôn trên bãi sao. Ngoài ra thì Đà Lạt, Phú Quốc, Sapa được tìm kiếm nhiều nhất trong dịp Giáng sinh cũng như là dịp mà năm mới. Đây là những cái điểm nghỉ dưỡng của du khách lựa chọn
và Phú Quốc nguyên sơ trong mắt nàng thơ Harry Tống, một cái bài báo nói về chuyến thăm rừng nguyên sinh Phú Quốc với ý nghĩa tìm thấy nắng trong mình, tìm về nguyên bản của mình. Trong cái sự kiện mà chạm vào nguyên sơ được tổ chức tại Phú Quốc, nói về các cái thương hiệu cũng như là các cái định hướng phát triển du lịch của Phú Quốc trong năm 2021 và các điểm sống ảo phía Nam Phú Quốc, thì chúng ta có những hình ảnh thực tế về dự án Shophouse Địa Trung Hải. Bất kỳ một tí góc máy nào thì anh chị cũng có thể check in tại đây, rất là đẹp. Và Địa Trung Hải có thể nói là một trong những cái dự án có cái lối kiến trúc thu hút du khách cũng như là bắt mắt nhất của chủ đầu tư Sun Group đã phát triển tại Nam Phú Quốc. Và rất đông các cái du khách đến chụp ảnh khi mà các bạn ghé qua ra đi cáp treo Hòn Thơm. Và quý 1 của 2021 này thì chủ đầu tư Sun Group tiếp tục thực hiện cái hạng mục công trình, đấy là cây cầu Hôn. Như chúng ta đang nhìn thấy trên màn hình, nó sẽ là hai cái giải đất nhô ra biển và kết nối ở giữa này sẽ là một biểu tượng nụ hôn, sẽ gọi là cầu Hôn hay tiếng Anh là Kid Bridge, và một cái show trình diễn công nghệ Vortex và nhạc nước thì sẽ ở khu vực này. Theo cái biểu tượng là hố đen vũ trụ thì sẽ xây ở đây. Ngoài ra thì JW Marriott Phú Quốc cũng là một cái điểm mà mọi người cũng có thể lưu trú ở đây để check in. Bãi biển đẹp, bãi kem, cáp treo Hòn Thơm. Và đặc biệt là khi đi cáp treo ấy, các bạn chụp những cái bức hình xuống phía dưới này, chụp những cái chuyến tàu đánh cá rất là đẹp. Và theo báo tạp chí tài chính VN thì bất động sản Phú Quốc và kỳ vọng lên hương trong năm 2021. Quy hoạch Phú Quốc sẽ là động lực thúc đẩy thị trường bất động sản bứt phá những cái tiềm năng và mở ra nhiều cơ hội đầu tư dài hạn trong năm 2021. Những cái bệ đỡ vững chắc thì Phú Quốc có diện tích tự nhiên khoảng 600 km², tương đương với Singapore, và sở hữu một cái hệ thống cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ. Nếu các bạn biết đến Phú Quốc thì chúng ta biết đến Phú Quốc có 99 ngọn núi và là cái đảo có nước ngọt tự nhiên. Đấy là những cái mà quan trọng nhất của Phú Quốc. Và sự chú trọng trong cái việc đầu tư phát triển hạ tầng trong thời gian qua cũng trở thành một cái bệ đỡ đắc lực để đảo Ngọc vươn mình bứt phá trong thời gian tới. Và đặc biệt là Nam Đảo thì hệ thống hạ tầng giao thông đã gần như là hoàn thiện. Và đường hàng không thì sân bay quốc tế Phú Quốc với tần suất 15-20 chuyến trên ngày nối Phú Quốc với Hà Nội, Sài Gòn, Cần Thơ và Vinh, đưa du khách nội địa từ khắp mọi miền của Việt Nam về với Phú Quốc. Và bất động sản phố đảo, con gà đẻ trứng vàng trong tương lai. Với cơ chế đặc thù quy hoạch và hoàn thiện hơn, xây dựng đầu tư hạ tầng hiện đại, thu hút các nhà đầu tư, tăng giá trị đất của vùng đất này, thì thị trường bất động sản Phú Quốc sẽ khởi sắc trở lại theo hướng thực chất và ổn định lâu dài hơn. Thành phố Phú Quốc sẽ tạo xung lực để kích thích thị trường, nhưng sẽ không phải là phát sốt, không có chuyện đất tăng giá nhanh và cao như các cái lần sốt trước vào năm 2017-2018. Và thực tế thì cũng diễn ra y hệt như vậy. Thị trường Phú Quốc không đất, chúng ta biết là sẽ không quá sốt như cái giai đoạn trước, giai đoạn bong bóng vào năm 2017 cũng như là đầu 2018. Và quy hoạch thành phố Phú Quốc mới sẽ đón hàng vạn người di cư từ đất liền ra đảo. Đấy là một cái xu hướng dịch chuyển mà rất nhiều những khách hàng, rất nhiều nhà đầu tư đã hướng đến với cái giai đoạn này của Phú Quốc. Tức là xu hướng dịch chuyển, chúng ta sẽ sở hữu căn nhà số 2 để chúng ta tránh 3 tháng mùa đông tại Hà Nội chẳng hạn, rất là lạnh. Bây giờ Hà Nội đang từ khoảng 6-9 độ, rất là lạnh. Và chúng ta sẽ mua căn nhà và 3 tháng mùa đông chúng ta sẽ cho gia đình vào đây nghỉ ngơi, đặc biệt là những các cụ có tuổi. Thì đấy cũng là một trong những cái xu hướng mà sẽ phát triển
trong cái giai đoạn tới đây của bất động sản Phú Quốc, và cái nhu cầu đó hoàn toàn là thiết thực. Điều thứ hai đấy là việc second home, căn nhà số 2 tại Đảo Ngọc, một trong những cái vị trí bất động sản có thể nói là hiếm có tại Việt Nam. Và bất kỳ ai khi đã có một tài sản tại Hà Nội, tại Sài Gòn thì anh chị có thể lựa chọn Phú Quốc là một cái điểm đến để đầu tư dài hạn, đầu tư cho tương lai, một cái thành phố du lịch biển đảo sẽ phát triển vượt kỳ vọng còn hơn cả thành phố Đà Nẵng và Nha Trang. Và Phú Quốc thì vẫn đang còn trong giai đoạn đầu tư phát triển, dư địa là rất lớn, và chỉ cần sau 10 năm nữa thì giá đất có thể gấp 2-3 lần hiện nay. Và nhìn vào các yếu tố đầu tư thì chúng ta có thể thấy Phú Quốc đang có lợi đến như thế nào. Và đầu tư bất động sản 2021, Phú Quốc đang là mảnh đất vàng sinh lời cho các nhà đầu tư. Điều đó thì tất cả các cái bài báo chúng ta đọc từ Cà Phê F, VTV24, nó đều có những cái dự báo rất là lạc quan từ nhiều góc nhìn, từ các cái chuyên gia rất là nổi tiếng cho một cái thị trường bất động sản Phú Quốc 2021 vận hội lịch sử. Và đây là những cái bài báo mang chiều hướng tích cực dành cho các nhà đầu tư có thể tham khảo. Và thực tế ra thì Phú Quốc cũng đang là một trong những cái thị trường sáng giá nhất để chị có thể đầu tư trung hạn và dài hạn. Tại vì cái giá bất động sản đảo hiện tại của chúng ta mình thấy là nó đang còn khá là tốt để dành cho các anh chị đầu tư với cái hạ tầng cũng như là vị trí chiến lược của Đảo Ngọc Phú Quốc. Và Nam Phú Quốc thì dẫn đầu xu thế bất động sản gắn với du lịch nghỉ dưỡng. Và đặc biệt là Sun Group, tâm trấn ở Nam Phú Quốc chính là tập đoàn Sun Group. Sun Group chúng ta sẽ có một cái quỹ đất phát triển bất động sản trong khoảng 10 năm tới. Và nó sẽ xây lên một cái hệ sinh thái để các nhà đầu tư nhỏ như anh chị có thể đồng hành với một tập đoàn lớn như Sun Group, chúng ta cùng phát triển cái ngành du lịch ở Nam Đảo Ngọc Phú Quốc có thể đạt cái mức cao nhất thị trường. Và tất cả những cái bài báo mới được phát hành vào tháng 12 năm 2021 này thì đều đánh giá rất là cao về thị trường bất động sản của Phú Quốc, cũng như là đặc biệt là chú trọng về phía Nam Đảo Ngọc Phú Quốc, thời cơ và vận hội để dành cho anh chị đầu tư vào một cái thị trường. Nam Phú Quốc chúng ta có những cái bãi biển có thể nói là đẹp nhất tại Phú Quốc, cũng như là một cái địa hình đồng bằng, và đặc biệt là quy hoạch sẽ là phát triển những khu đô thị ở cộng với bất động sản nghỉ dưỡng, nó thành một cái chuỗi giá trị, nó không chỉ đơn giản là chỉ phát triển một cái mảng là du lịch nghỉ dưỡng mà chúng ta có cả chuỗi bất động sản về nhà ở và thương mại. Thì điều này đồng nghĩa với là phát triển du lịch thì phải cần có những người làm du lịch. Những người làm du lịch thì họ ở đâu? Thì đây chính là câu trả lời. Và phía Nam Phú Quốc về mọi yếu tố thì từ về phát triển du lịch nghỉ dưỡng, tất cả những cái chuyến đi tour Nam Phú Quốc sẽ là cái lựa chọn hàng đầu, cũng như là cái vị thế để phát triển về bất động sản đô thị nhà ở thì Nam Phú Quốc đã được quy hoạch một cách bài bản và do một tập đoàn rất là lớn để đứng đầu và phát triển, đó là tập đoàn Sun Group. Thì trong cái tầm nhìn đâu đó khoảng 10 năm tới thì bất động sản cũng như là tại Nam Đảo Ngọc Phú Quốc hoàn toàn có một cái mức định giá cao hơn tất cả các cái phân khu khác của thị trường Phú Quốc. Và các bạn biết đến cái Phú Quốc chúng ta ở trên bản đồ, nó là một cái hình gần như là một cái phễu. Một cái phễu thì cái đáy phễu, tức là cái khu vực nhỏ nhất nó nằm tại Nam Phú Quốc. Về phong thủy thì chúng ta cũng thấy rằng là nó là một cái điểm tụ lộc, tụ khí, gần như là tụ khí của Đảo Ngọc Phú Quốc. Và hy vọng thì những anh chị nào đang quan tâm đầu tư về bất động sản Phú Quốc, từ đất nền, từ bất động sản nghỉ dưỡng hay là bất động sản nhà ở đô thị, thì chúng ta cần có một cái nhìn tổng quan về thị trường Phú Quốc và một cái sự kỳ vọng lớn dành cho thị trường sẽ phát triển vượt bậc trong thời gian tới. Và anh chị nào đang quan tâm đầu tư về bất động sản Phú Quốc thì anh chị vui lòng liên hệ trực tiếp với em Vinh qua số hotline trên màn hình để nhận được những thông tin tư vấn, những cái chuyến trải nghiệm tại Phú Quốc
để anh chị có thể có những góc nhìn để lựa chọn, có những quyết định đầu tư sáng suốt tại Đảo Ngọc Phú Quốc. Cảm ơn anh chị đã theo dõi clip này và hẹn gặp lại anh chị ở trong những video sau. Xin chào và hẹn gặp lại.